Mời quý vị và các bạn cùng chào buổi sáng với Báo Nghệ An .vn bằng việc điểm lại những thông tin đáng chú ý diễn ra vào cuối tuần qua. Vừa qua tại tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự hội nghị tổng kết, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã đạt được nhiều thành quả nổi bật. Bình quân toàn tỉnh hiện đạt gần 16 tiêu chí trên xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Năm 2020, Nghệ An tiếp tục phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên trên 65%. Ghi nhận những kết quả đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Ngoài ra, còn có hai tập thể là thành phố Vinh và huyện Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ tặng huân chương lao động hạng 3 và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Vai trò nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong với nền kịch hát dân ca Ví Dặm là tên hội thảo khoa học vừa được tổ chức tại thành phố Vinh với sự tham gia của đông đảo đại biểu Trung ương và tỉnh Nghệ An. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong sinh năm 1929 tại làng Vân Tập, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu trong một gia đình nho học. Không trải qua trường lớp bài bản nào, nhưng với năng khiếu bẩm sinh, ông đã cho ra đời hơn 30 tác phẩm dân ca từ hoạt cảnh đến những vở kịch hát. Tiêu biểu như vở chèo Cô gái sông Lam, vở kịch Khi ban đội đi vắng, làn điệu Giận mà thương, vân vân. Dạ thưa thầy, dạ ai cũng khen thầy là thầy có cái bụng tốt nhất cư đấy ạ. Bên kia nói nhất cư là như không, người ta bảo khen thầy là thầy có cái bụng tốt nhất với cái cách cư xử ấy chứ ạ. Dạ. Những tác phẩm của ông đã đóng góp vào kho tàng dân ca Ví Dặm xứ Nghệ để 5 năm trước UNESCO vinh danh dân ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại hội thảo, nhiều đại biểu nêu ý kiến, các ngành chức năng cùng với thân nhân gia đình nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cần sớm hoàn tất hồ sơ để đề xuất tặng giải thưởng nhà nước đối với tác giả này. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ vừa đỡ đẻ thành công một bé gái có cân nặng lên tới 5,5kg cho một sản phụ sinh lần 3. Sản phụ 33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Ở lần sinh thứ hai, chị cũng sinh được một bé nặng 4,8kg. Bé đầu nặng 3,8kg đều bằng phương pháp sinh thường. Quá trình mang bầu bé thứ ba, người phụ nữ ăn chủ yếu là trái cây và các loại ngũ cốc bổ dưỡng. Cân nặng chỉ tăng khoảng 11kg, nhưng bé thứ ba lại nặng tới 5,5kg.